đối với lại nội dung về hàng nhập, về soi chiếu. Thứ nhất là cái đề nghị của anh về vấn đề soi chiếu thì chúng tôi chia sẻ này. Đối với lại soi chiếu thẳng từ tàu, hiện nay đa số các cái nội dung soi chiếu là soi chiếu thẳng từ tàu. Các nội dung này thì trong quy trình soi chiếu của soi chiếu thẳng từ tàu không ảnh hưởng đến cái việc mà sản xuất cũng như tiến độ thời gian. Đây là công tác phối hợp giữa cảng Cát Lái thuộc Tổng ty Tân Cảng Sài Gòn và Chi cục Hải quan khu vực 1, không ảnh hưởng đến cái việc mà tiến độ xuất nhập tàu của chúng tôi và cũng như tiến độ giao nhận khi công về hạ bãi, bởi vì chúng tôi đi thẳng chứ không có phải hạ bãi xong rồi mới di chuyển qua lại giữa các khu vực. Thế thì cái việc như thế nó sẽ còn cái ý kiến của anh là cập nhật lên để cho khách hàng được nắm rõ là công nào bị soi chiếu hay như nào. Cái nội dung này chúng tôi thứ nhất là đối với phía cảng là chúng tôi đang thực hiện theo yêu cầu của cơ quan hải quan. Đấy, và đối với lại các nội dung này thì chúng tôi hiện nay chưa có cái sự thông báo nào về việc là chúng tôi được quyền, được phép cung cấp lên các nội dung như vậy. Tuy nhiên rằng là theo đánh giá cá nhân thì các cái ý kiến của anh nó gây chậm hoặc nào thì do quá trình cập nhật hoặc là khi trả lại thông tin từ Chi cục Hải quan lên Tổng cục và trả ngược lại về cho doanh nghiệp thì cái này nó thể hiện ở nội dung đấy thôi. Chứ còn về việc